Ship dòng Sony, đó là chiếc Xperia 1. Chiếc máy này ban đầu gần khoảng hơn 20 triệu và sau hơn gần 3 năm trên thị trường, hiện tại bây giờ chiếc máy này chỉ còn khoảng là gần 5 triệu. Mình mua trên một shop của gian hàng Shopee. Shop giao hàng rất là nhanh, đóng gói rất là chắc chắn, tem niêm phong vẫn còn đầy đủ. Và bây giờ mình sẽ khui hộp ra xem nha, bên trong nó có gồm những phụ kiện gì và chiếc máy nó sẽ như thế nào. Nếu các bạn mua máy trần thì chúng ta chỉ chưa đến 5 triệu nha các bạn, khoảng 4 triệu 900 ngàn thôi. Còn đây mình mua bản gồm full phụ kiện, không biết shop có tặng kèm những gì. Mình có thói quen là mình khui hàng là mình khui từ phía sau để tránh làm ảnh hưởng cái tem ở phía trên, lỡ như có một số vấn đề về sự cố gì đó thì chúng ta vẫn còn cái tem này để chúng ta đổi trả dễ hơn. Shop bọc rất là nhiều túi chống sốc. Để xem bên trong có gì. Gồm có một dây cáp sạc Type-C, USB to Type-C. Kèm theo đó là một ốp lưng trong suốt và một miếng dán cự lực. Đến nhân vật chính chúng ta đây, chúng ta không có củ sạc đi kèm rồi. Ok, không sao, mình sẽ tận dụng củ sạc của nhà để mình sử dụng luôn. Và bây giờ là đến nhân vật chính của chúng ta, chiếc Xperia 1. Mình mua phiên bản màu trắng, 6GB và 64 bộ nhớ trong nha. Shop bọc hàng rất là kỹ, rất nhiều ni lông chăm sóc. Wow, nhìn chiếc máy rất là mới luôn nha các bạn, rất là đẹp bóng bẩy. Giờ mình sẽ kiểm tra xem xung quanh có vấn đề gì không. Mặt lưng thì rất là ok, là mới, không có chê xước. Do đây là phiên bản nhà mạng của Nhật, do đó nó có một cái mã là SOV40, đó là phiên bản nhà mạng Nhật AU. Viền bên cạnh phải thì chúng ta thấy ở đây có một vài vết xước nhỏ nè, vết dầm nhỏ. Đây mình sẽ dùng máy để chúng ta thấy rõ nè. Cạnh phải thì còn một vài vết xước, phía trên thì không có vấn đề gì. Và cạnh trái cũng có một vết xước nữa này. Mình không sao vì đây là một mình mua máy cũ với phiên bản là khoảng 97-98%, như đó mình phải chấp nhận thôi. Camera thì cũng không bị vấn đề gì, không có bị chảy xước gì cả. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mở máy nha. Do máy nhà mạng thì nó có cái logo AU. Chiếc máy cầm rất là đầm tay chắc chắn, trông rất là nam tính. Đó là một đặc trưng của Sony. Màn hình rất là sáng, độ tương phản cao và không có vấn đề về đốm hay là bị ám vàng, ám hồng gì cả. Rất là đẹp luôn. Và cũng không có vết chạy xước gì hết. Để mình kiểm tra xem thử máy đang chạy phiên bản Android mấy. Để mình kiểm tra ngoài ngày chiếc máy này sẽ có ổn hay không thì mình sẽ cập nhật lên ROM quốc tế cho chiếc máy này. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem máy đang chạy Android mấy đây. Như vậy là máy đang chạy phiên bản Android 11. Và mình nghĩ đây chắc cũng là phiên bản Android cuối của dòng máy này rồi. Mình không nghĩ là Sony sẽ cập nhật lên phiên bản Android 12 đâu, chiếc máy này. Về tổng quan mọi thứ thì chiếc máy này rất ok với tầm giá là gần 5 triệu. Nhìn đẹp và sang trọng chắc chắn. Với một mức giá như thế này thì chiếc máy này cũng rất là ổn áp rồi. Màn hình đẹp, OLED, độ phân giải 4K, thiết kế sang trọng. Máy trang bị bộ 3 camera, có hỗ trợ IP68 chống nước và có hệ thống loa ghép. Thì với mức giá như vậy là cũng rất là ok rồi. Cũng đáng cân nhắc để chúng ta bỏ tiền ra. Là một thương hiệu lớn lại sử dụng con chip Snapdragon độ 8 đỉnh cao nữa thì mình nghĩ cũng rất là tuyệt vời. Thông thường các dòng máy Sony có một cái mã để chúng ta test máy về tất cả các phần cứng cũng như là các chức năng của máy.
Còn nếu không thì các bạn có thể lên CS Play, chúng ta tải một số phần mềm chuyên về để test máy dòng Sony. Ở đây mình tải cái phần mềm Device Full HPV kép để chúng ta test cái máy Sony này. Thì khi chúng ta mở lên có nhiều danh mục để chúng ta test về các chức năng và các phần cứng của máy Sony. Thì trang đầu tiên sẽ là tổng quan về chiếc máy, thì chúng ta có tên máy, đời máy và thông số về chipset cũng như RAM cấu hình. Có rất là nhiều danh mục thì chúng ta có thể tự test. Chúng ta có thể thoải mái mà test. Những thông tin về phần cứng cũng như đời máy thì nó sẽ hiển thị ở trên đây hết. Nếu một số thông tin nào mà mình nghi ngờ nó không hiển thị đúng thì có thể do là máy đã được sửa chữa hay là hàng dựng gì đó, mình có thể đổi trả gửi lại shop. Như vậy qua bài test vừa rồi, mình cảm nhận được các chức năng của chiếc máy này hoạt động rất là ok, không vấn đề gì cả và cũng chẳng bị lỗi lầm gì hết. Và mình có một số nhận xét về chiếc máy này như sau. Giữa lúc thế giới smartphone đang đi theo xu hướng tràn viền, tai thỏ, giọt nước hay là tai trâu gì đó, nhưng mà riêng Sony thì vẫn có một gì đó rất là riêng, không đi theo một xu hướng nào cả. Giống như kiểu là một mình Sony chống lại với phần còn lại của thế giới. Không biết là những thế hệ tiếp theo của Sony thì có giữ cái thiết kế này hay không, hay là có thay đổi gì không. Chứ hiện tại mình thấy chiếc Xperia Pro II chuẩn bị ra mắt cũng có thiết kế y hệt với chiếc Xperia 1 này, và nó được nâng cấp lên rất nhiều về hệ thống camera. Đổi lại thì chúng ta sẽ có một màn hình tràn viền và không bị khuyết tật. Trải nghiệm trên chiếc máy này thì rất là tuyệt vời. Cạnh bên phải của thân máy, Sony có đặt một cảm biến vân tay màu chạm, nhưng lại không tích hợp chung với nút nguồn mà đặt riêng lẻ ra, thật là khó hiểu. Chiếc máy này vẫn thừa hưởng kiểu thiết kế giống như đàn anh của nó là Xperia XS3, khung kim loại và mặt lưng là kính. Tuy là màn hình 6.5 inch nhưng cầm rất là vừa tay. Do thiết kế kiểu tỷ lệ 21:9 nên kích thước của chiếc máy này dài ra trông gọn gàng hơn. Cạnh máy được bo tròn bốn góc và không cánh tay khi chúng ta sử dụng. Máy cũng hỗ trợ chuẩn IP68 và trang bị hệ thống loa kép. Nghe nhạc trên chiếc máy này thì mình cảm giác là bass jack rất là ổn và nghe rất là to nha các bạn. Các bạn nghe nhạc trên chiếc máy này rất là ok. Về viên pin thì máy được trang bị viên pin 3330mAh. Với viên pin này mà chúng gánh một cái màn hình 4K HDR thì quả thật là hơi là đuối. Nhưng mà nếu chúng ta sử dụng các tác vụ thông thường hàng ngày, không có quá nhu cầu cao về gaming, thì mình nghĩ tầm khoảng hơn 4 tiếng hoặc là 4 tiếng hơn một chút thì chúng ta sẽ phải sạc pin. Và máy trang bị hỗ trợ sạc nhanh, cổng USB Type-C, sạc nhanh hỗ trợ là 18W, cũng không nhanh lắm nha các bạn. Và Sony cũng đã loại bỏ sắc cắm 3.5 trên chiếc điện thoại này. Nếu muốn nghe nhạc qua tai nghe, chúng ta sử dụng tai nghe Bluetooth hoặc là cổng jack chuyển đổi từ Type-C ra 3.5. Về cấu hình, máy trang bị chip Snapdragon 855 trên tiến trình 7nm, RAM 6GB và bộ nhớ trong thì chọn là 64 hoặc là 128GB. Về sức mạnh của con chip này chúng ta không cần quá nói nhiều. Ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn rất là mượt mà với các tác vụ thông thường hàng ngày. Ưu điểm của Sony là tối ưu tốt sức mạnh của con chip so với các đối thủ cùng sở hữu dòng chip này. Về camera, máy sử dụng 3 camera sau. Đây là chiếc điện thoại Sony đầu tiên trang bị 3 camera, có cùng độ phân giải đều là 12MP, hỗ trợ quay video 4K. Camera trước có độ phân giải 8MP. Mặc dù mảng máy ảnh thì thương hiệu Sony làm rất là tốt. Đổi lại mảng di động thì mình thấy camera Sony thật sự không quá ấn tượng, cũng không quá xuất sắc. Nếu là một người dùng bình thường, chỉ có việc đưa máy lên chụp thì đây là chiếc máy không dành riêng cho bạn. Còn nếu chúng ta là một người chuyên nghiệp thì sẽ ok hơn rất là nhiều. Sử dụng máy ảnh hay là điện thoại Sony thì chúng ta nên chỉnh thủ công nhiều hơn. Chứ nếu chúng ta để mặc định tự động thì chất lượng ảnh nó không được như mong muốn. Đây là những tấm ảnh và thước phim mình quay, mình không sử dụng hỗ trợ gimbal chống rung hay là một thiết bị cầm tay nào cả. Mình chỉ việc để chế độ tự động mình đưa lên mình quay thôi. Và chất lượng ảnh của Sony về điều kiện đủ sáng và ban ngày thì cũng là tương đối thôi, chứ không được gọi là xuất sắc cho lắm.
Tuy nhiên có một số điểm mà mình hơi tiếc cho chiếc máy này, đó là viên pin hơi yếu mà phải gánh một màn hình 650 độ phân giải tận 4K, với lại tỷ lệ màn hình hơi dị một chút là 21:9 khi mà chúng ta sử dụng một số ứng dụng vẫn chưa hỗ trợ và nó chưa tối ưu tốt. Điển hình là chúng ta xem YouTube thì có một phần đèn hai bên nó sẽ xuất hiện, và camera của chiếc máy này cũng không thật sự quá xuất sắc cho lắm. Đó là một vài cảm nhận của mình về chiếc Sony Xperia 1. Còn các bạn nghĩ như thế nào? Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.